nằm liệt giường rồi. Dạ rồi em xin phép chào chị gái nha. Dạ vâng, chị gái có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là chị gái tên là gì và đến từ đâu? Cháu tên Nguyễn Thị Ngọc Dung. Chị á? Chị tên Nguyễn Thị Hà. Chị Hà ha. Chị Hà đến từ đâu? Từ Đồng Nai. Chị nói lớn lên giúp em. Từ Đồng Nai. Dạ. Hôm nay chị Hà về đây nhờ giúp đỡ gì đây? Giúp đỡ tìm con. Tìm con ha. Con gái của chị Hà tên gì? Nguyễn Ngọc Dung. Nguyễn Ngọc Dung. Bé năm nay nhiêu tuổi rồi chị? Năm nay 22 tuổi. 22 tuổi ha. Bỏ nhà đi lâu chưa chị? Bỏ nhà đi hôm mùng 8 tháng 3. Ồ, từ tháng 3 cơ ạ? Sao hôm nay chị, hôm nay là tháng 10 rồi, hôm nay chị mới về đây nhờ? Nhưng vì điều kiện của chị khó khăn lắm cho nên là chị không có đi được á. Mình không có tiền xe đi lại luôn hả? Không. Trời đất ơi, ở đây là anh em giúp miễn phí chị nha. Vậy là trong quá trình là Bảo là có hôm bữa đây mấy thì tháng rồi hả? mấy tháng mới hồi tháng 12 á Dạ. là thằng em của nó mất mất vì máy kéo á. Tháng 12 năm nào? Năm vừa rồi á, là hai năm nay 2003 phải không? Dạ. Đúng rồi, 2002. Là tháng 12 năm 20 2022. đúng Cuối rồi, năm. cuối năm em mất vào ngày 13 tháng 12. Dạ. Thế là nhà thì cũng đau buồn cho nên là con mất thì đâu có phải là bệnh bệnh mất thì chị không ấy, nhưng mà Dạ. bị máy keo cắt hết hai tay, cắt hết Dạ. đầu em đi, Dạ. cho nên chị cũng đau buồn, chị đâu có đi được đâu. Vậy là con gái nhà mình đi tháng 3 của năm nào? Tháng 3 năm 2003. Ủa là sao? Ý là năm năm 2002 là thằng em mất. Rồi. Tháng 12 ngày 13 tháng 12 là em mất, thì tới mùng 8 tháng 3 năm sau thì chị bỏ đi. Chị vừa đi nhưng mà chị nói là lý do là em mất mà không đi là không đi đâu. Ý là nó về, nó đi làm ở trên bên Biên Hòa về rồi. Dạ. Nhưng mà nó bảo bây giờ nó dịch vậy nó không đi, nó ở nhà, thế thằng em đi nằm đi đi đi, Dạ. đi xay cỏ bò ấy. Dạ. Thằng em bị máy kéo, Dạ. xong rồi là cuối tháng 12 đó, là 13 tháng 12. Lúc mà nghe máy kéo Dạ. thì tưởng là em bị sơ sơ thôi. Rồi cái vấn đề nhạy cảm mình đừng nói nhá. Dạ. Là nói chung là con trai chị mất đúng không? Thằng Dạ. em thì 19 tuổi. Dạ. Bây giờ là tới tháng 3 của năm 2023 là bắt đầu là con gái nhà mình bỏ đi. Khi đi đấy là đi đâu chị biết không? Tại lúc đó là cô đi vào công ty cho nên là cô cũng không biết. Ở nhà thì cháu lấy cái xe 100 của cô cháu đi. Lúc đến trưa về cô thấy cuốn gói hết quần áo rồi cho nên cô cũng chẳng biết là cháu mặc bộ nào Vậy hết. là trước kia khi mà ở nhà, trước khi bỏ đi mùng 8 tháng 3 là con gái nhà mình làm nghề gì chị? Nó nằm nghề neo neo Làm trên mạng á. ô làm lại làm neo trên mạng hả? Ô làm trên à làm online rồi có khách tới nhà mình làm hả? Đúng rồi đấy, Làm cho nhà mình hay làm cho người ta? làm cho người ta. Làm có được không? Bé làm chẳng biết có được không, cô cũng không hỏi, nhưng mà cứ thấy nó có chăm chỉ nó làm trong phòng cho nên là đâu cô cũng đâu có hay hỏi cháu đâu. Chỉ có Dạ. cái là đến lúc bữa cơm cô nấu cơm cô kêu cháu ra ăn thôi. Dạ. Mình được mấy người con chị? Cô được bốn cháu. Bé này là con thứ mấy? Bố có bé này con đầu. Con đầu ha. Vậy rồi là ngày mùng 8 tháng 3 là bé ôm đồ bỏ đi. Có đem theo xe cộ tiền bạc Có gì không? một cái xe xe chăm xe quay Alpha, Xe đấy của ai? xe của cô. Dạ, biển số bao nhiêu chị nhớ không? Không, ở trong nhà chứ bây giờ cô không có nhớ biển số xe. Dạ. Vậy rồi là con gái bỏ đi rồi con gái có liên lạc về nhà không? Có hôm mùng 8 tháng 3 ấy, thì nó ship về cho cô một cái bánh kem 8 tháng 3 của năm năm bỏ đi 2003. rồi với ship về ạ. Bỏ đi rồi, cháu mới tới ngày mùng 8 tháng 3 cháu mới ship về cho cô. Cái cô với điện. Ủa là sao? Từ từ khoan chị. Con gái nhà mình bỏ đi hồi mùng 8 tháng 3 đúng không ạ? Đúng Ngày mùng 8 rồi. tháng 3 và cùng ngày đó luôn là con Cùng gái ngày đó. ship đồ về đúng không? Đúng. Là con gái vẫn vẫn đi nhưng mà vẫn nhớ cái ngày của mẹ, cái ngày ngày quốc tế phụ nữ, Đúng rồi. vẫn gửi quà về tặng cho mẹ. Con gái có viết gì không, có nói gì không? Chỉ nói là con tặng mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui 8 tháng 3 vui vẻ thôi. Có nói là con đi đâu, con làm gì không? Không, cháu không có nói, nhưng mà cô điện mấy ngày sau cô điện bảo con đi làm gì.
bảo là con đi làm công ty sữa. Đi làm công ty sửa hả? Công ty sửa ở đâu? Nó kêu là ở Độc Lập Bình Dương. Thế là cô cũng yên tâm rồi. Vài bữa sau cô điện nữa thì không điện được cháu. Dạ. Điện thoại thì vẫn đổ chuông. Từ bao lâu rồi là không liên lạc được cho con gái nhà À, mình? nửa tháng sau cô điện không được nữa. Vậy là tầm đến hai mấy tháng 8, à hai mấy tháng 3 là không liên lạc được cho tới bây giờ luôn. Trời ơi, sự việc này mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Có trình báo rồi nhưng mà đưa lên xã 2 tháng rồi. Họ bảo chứ để từ từ rồi kiếm chứ Thì bây. chị phải bình tĩnh chứ, công an phải làm rất nhiều việc mà. Nên mình phải thông cảm cái vấn đề đấy nhá. Vậy rồi cái trước cái ngày mùng 8 tháng 3 á, con gái bỏ đi á, thì anh chị có la dày gì con không? Không, ba mẹ hiền lắm, không bao giờ la Có rầy nói gì nặng nói con. nhẹ gì không? Không, Có thấy con có buồn phiền gì chuyện gì nó không? cũng không có buồn gì, chỉ có cái em nó mất thì nó buồn thôi chứ Buồn còn ha. Vậy là em mất là buồn ha. Nhà mình có điều kiện không? không. Nhà cũng chẳng có điều kiện, cũng hai ba mẹ cũng cứ đi làm mướn làm thuê để lo Hay cho là con vì vì thôi. vì con gái nhà mình là chị đầu chị hai trong gia đình nên Đúng mà rồi, thấy ba mẹ khổ quá, các em khổ quá nên đi làm. thì cháu nó cũng có đi làm nhưng mà như cái vừa rồi á, lúc nó Dạ. đi á thì cô cũng có nói là hôm mùng 7 tháng 8, hôm mùng 7 tháng 8 á, cô Dạ. bảo về này, mùng 7 tháng 3 chứ. Cô mới bảo về này, thôi con ạ, ở nhà đi, rồi là chủ nhật mẹ chở nên bác học neo trên đó. Cái cháu bảo dạ vậy thì chủ nhật mẹ chở con đi. Thế là cô đi làm công ty thứ ba, còn thứ bảy mùng 8 tháng 3 là vào thứ bảy thì thôi chủ nhật cô mới chở lên. Thì Dạ. hôm mùng 8 tháng 3 cô đi làm, trưa cô đi làm về thì thấy con mất, cái mới hỏi ba nó anh ơi vậy con đi đâu vậy. Ông bảo chứ nó có nói với tao đâu, tao biết là con đi đâu. Ủa sao vợ chồng xưng hô mày tao luôn hả? Ý là ông xã ông ấy già rồi ông xưng hô vậy á, À, xưng hô với chị vậy hả? nó bảo chứ anh đi tại sao anh không không hỏi con là đi đâu. Mà anh không nói gì hết ý. Vậy là trong quá trình từ tháng 3, hôm nay là tháng 10, 7 tháng trời, hơn 7 tháng trời rồi. Gia đình nhà mình có đi tìm con không? Có nhưng mà cũng cứ bạn bè của cháu thì cũng không, chỉ có một đứa thôi cho nên là cô cũng có sang nhờ đổi điện nhưng mà cháu nó bảo là cô ơi, cháu điện mà cũng đổ chuông nhưng mà Dung không bắt máy cô ơi, chỉ có một bạn gái ấy thôi, Chị năm nay nhiêu tuổi rồi ha? cô 48. Chị 48, em ba mấy rồi nên mà xưng hô chị em được rồi, cô thì mình còn trẻ mà ha. Vậy là bây giờ tới giờ phút này là không biết được tin tức con mình ở đâu ha. Thật sự rất buồn ha. Trên cái video này chị có điều gì, chị là một người mẹ, chị có điều gì muốn nhắn gửi tới con gái mình không? Gọi tên con ra nói cho con về đi. Có Mời chị. mẹ Nguyễn Thị Hà, mong con, mong con về, mẹ rất nhớ con, em thì đã mất rồi thì thôi bây giờ con cũng về nhà để cho có mẹ có con chứ giờ con đi mẹ nhớ lắm Dung ơi, Rất thương ha. rất thương con nhưng mà nhà nghèo quá cho nên là cũng không lo lắng được cho các con. Em hỏi thật này, chị gia đình biết đội hiệp sĩ người Thanh Hải lâu chưa hay là mới biết? Chị mới biết ở trên trên mạng, chị coi trên cái điện thoại á. Mới biết đây đúng không? Nếu mà biết từ lâu là chị lên đây rồi đúng không? Chứ không phải vì điều kiện kinh tế thiếu thốn đến mức độ mà Đúng không có tiền rồi. xe để đi đúng không? Như chị nói đúng không? Bởi vì ở đây anh em giúp miễn phí mà, đâu có mất tiền gì đâu. Từ xe từ Đồng Nai lên đây thì chị đi hôm nay là bao tiền? Chị trả cho họ một ngày công đó. Một ngày công là bao nhiêu? Ngày công ba cha bình thường là 300 nhưng cái ông này ông đi xây á là ngày của ông là 500. Trả 500. Ôm mắc gì mình phải trả như vậy? Ý Mình là chị là chị ở đâu? Hiện tại chị ở là dưới Đồng Nai. Đồng Nai ở khúc nào? Tổ 3 ấp 1 xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc. À Xuân Lộc à, Xuân Lộc lên đây cũng xa Xa. ha. Xa. Với lại ở trong hẻm nữa cho nên À, là em tưởng là nếu mà ở Biên Hòa mà trả 500 là cao quá. không, ở Biên Hòa thì có chị gái ở đấy. À, dạ. Rất buồn, bây giờ gia đình rất buồn. Hôm nay chị về đây chị có hy vọng rằng sẽ tìm được con gái mình không? Có hy vọng Hy các vọng anh các ha. chị sẽ Chị sợ nhất con gái nhà mình trong những ngày tháng qua sẽ gặp điều gì? chị sợ là cháu sẽ gặp những cái người mà họ
Nửa cháu đi nơi bảo là làm nhiều tiền mà không thấy nhiều tiền, mà lại nửa cháu đi làm những cái chuyện không 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 ra, đáng có, không đáng gọi là dính những vào. cái công việc nhạy cảm. Vâng. Trong thời gian vừa qua chị có xem về vấn đề việc nhẹ lương cao không? Có. Có ha. Đặc biệt là con gái nhà mình, là con gái này em rất sợ, bây giờ em rất lo lắng rằng con gái nhà mình sợ rằng bị các đối tượng xấu rủ rê ép buộc khống chế Đúng làm rồi những đấy. công việc nhạy cảm. Em thì bây giờ em đang thiên về con gái nhà mình là làm những công việc nhạy cảm hơn. Có khả năng tới giờ phút này con gái nhà mình đã bị các đối tượng đưa vào các động hoặc các quán cà phê. Đúng. Trường hợp có thể xảy ra. Mà bây giờ con gái rất muốn về nhà, tiếc rằng là không có cách nào để về. Nhưng mà rất hy vọng rằng con gái nếu có xem được video này, thấy mẹ của con về đây nhờ các chú của đội hiệp sĩ ở Thanh Hải Bình Dương đi tìm con, thì hy vọng rằng con hãy nhanh chóng quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Còn nếu như cái trường hợp mà con đang bị khống chế ép buộc làm những công việc nhạy cảm vi phạm pháp luật, thì con hãy nhanh chóng, thứ nhất là con gọi cho đường dây nóng của công an, cái thứ hai là con gọi về số của các anh các chú đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương qua số điện thoại 0913785858 để các anh các chú đội hiệp sĩ Thanh Hải có cách có hướng để đưa con về. Thì cái sự việc của chị thì anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đã ghi nhận chị nha, chị cứ yên tâm nha. Rất hy vọng rằng cái video này khi mà anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đăng tải lên, rất mong được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ, để hy vọng một ngày gần nhất gia đình được đoàn tụ bên nhau. Thì nếu cô chú anh chị mà có thấy bé gái như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ với số của đội hiệp sĩ Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp cũng như đưa bé sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Thì toàn bộ câu chuyện sự việc chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Đúng như sự thật luôn. Nếu sai Nếu sai tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước, trước pháp luật. dạ, chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội không? Đồng ý. Cuối video này em biết nói gì hơn, biết chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và sớm nhận tin vui là con gái sẽ quay trở về chị nhá. Cảm ơn Và chú. qua cái sự việc, qua câu chuyện của gia đình nhà chị thì em hy vọng rằng tất cả các bậc làm cha làm mẹ hãy quan tâm các con nhiều hơn, hãy dành thời gian cho các con nhiều hơn, hiểu được tâm lý của con cần gì muốn gì, và hãy đặc biệt rằng kịp thời ngăn chặn cũng như là truyền thông về vấn đề việc nhẹ lương cao để cho các em nhìn nhận thấu hiểu để mà cảnh giác hơn nữa. Dạ em xin cuối video em xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào các anh các chị trong đội hiệp sĩ.